kìa, bà nhỏ bên đang sống nhăn nè. Đó, trời ơi. Trời ơi, cái gì? Đẹp gái mà sống nhăn quá trời. Đẹp gái mà trời ơi. Xin chào mọi người. À, chiều nay thì cả nhà của Dân sẽ đi đó. Mày chị đã im để nói nè. Đang sống nhăn. Bây giờ cả nhà Dân sẽ đi ra biển. Cái biển ở bãi biển Octa đó, rồi quay phim cho cả nhà cùng xem nha. À, hôm qua mình tới nhưng mà mình có đi ra dọc cái thành phố biển thôi chứ mình chưa có đi ra biển. Hôm nay mình sẽ đi dạo biển nha. Mọi người ơi, mình đi đây, đi ra biển mọi người. Tại vì á hả, chứ không có hồng, nó không có cái áo nào mà hồng. Trời ơi, nắng chơi mặt trời nó chiếu xuống nắng đẹp quá. Coi nè mấy đứa, đẹp quá. Rồi bây giờ mình đi ra biển chơi. Có Ford Ray nè, để quay cho cả nhà xem cái Ford Ray. Coi bốn cha con nó đằng sau nè. Giống nhau. Đi. Rồi mọi người ơi, đi vô cái khu trò chơi 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 nè. Đi vô nè. À, cái này thôi, cái này nó dễ thương quá. À, cái này nó dễ thương quá. Quý Mosi. Thôi nó dễ thương quá. Chút nữa đi, chút nữa quay lại, Mà chị ra con đừng có túi xe mạnh quá nha. Mà chị ra xin tập lê. Wow, cái trò chơi nó dài, tốt tỷ cho nó. Hả? Cái gì? Chút nữa quay lại, chút nữa. Đi đi dạo đi, chút nữa quay lại. Chút nữa quay lại mà đi, chưa đi, mới vừa ra đi coi vòng đi. Mới gì ra? Đi bộ đi cho nó ấm người nè. Vui quá mọi người. Này chợ, khu chợ nó nhộn nhịp lắm luôn nè. Ở đây hơi lạnh. Cái này cái đèn ở trên mình có đó. Ở đây nó chỉ có chợ trời biển vào ngày thứ hai thôi à mọi người, chứ mấy cái ngày khác nó không có. Cho nên là ngày thứ hai người ta tập trung ở đây quá trời đông luôn. Nó chỉ đặc biệt có ngày thứ hai thôi. Ở dưới mình hay là lúc nào cũng có hết trơn. Dạ thôi hả? Hết rồi hả? Rồi đi ra biển đúng không? Có không khí vậy thôi. Du lịch mà. Ra biển coi cái biển. Trời, cái chợ chợ nhỏ xíu xíu vậy hả? À, xong rồi cái đi dạo ra biển. Rồi đi ra biển quay cho mọi người xem. Coi chừng nước nè. Octa, La de Octa. Cái vùng biển ở đây nó không phải là biển giống chỗ mình, nó là cái vùng biển của chỗ này. À, ở đây nó cũng có bãi cát này nữa. Giống kia không? À, ở đây nó cũng có cái bãi cát giống ở Phan Thiết mình. Cái vùng biển ở đây nó là biển Đại Tây Dương đó mọi người. Nó là cái gọi là cái gì? Nó kêu là cái gì quên rồi. No. Atlantic hả? Gì? Ocean Atlantic hả? Hả? Cái gì đó quên rồi, nói chung là đây, quên cái tên tiếng Pháp cái gì đó mọi người. Ocean Atlantic, Ocean Atlantic đúng không? Nó nói chung là tiếng Việt Nam mình nó là biển, bờ biển Đại Tây Dương đó mọi người. Cái khúc này nó là bờ biển Đại Tây Dương, còn cái vùng của Vân á, cái vùng va của Vân á là nó là bờ biển Địa Trung Hải. Nó là biển Địa Trung Hải, còn đây là biển Đại Tây Dương. Cho nên là ở khúc này nó hơi lạnh chút. Nó hơi lạnh. Trời ơi, bãi cát nó rộng ghê á. Kìa. Ở đây nó có mấy cái bãi cát nè mọi người. Ngày mai ra đây chụp hình thôi. Đẹp quá. Coi nè. Ở đây nó có cái mấy cái bãi cát đẹp quá mọi người. Wow. Chút nữa đi lên em chụp hình được á. Mặc đồ nổi nổi lên chụp hình nè. Mọi người coi. Đẹp chưa nè. Điều xuyên nó không có cho chó. Đây.
ta tập trung ở đây để coi mặt trời lặn. Ờ, nhưng mà nó cũng đẹp quá anh ơi. Cái bãi nó cát đẹp ghê. Cái bãi cát nó đẹp thì người ta chụp hình thôi. Cái này là bãi cát nó đồi cái đồi cát cao nè mọi người coi. Cái này mấy cái đồi cát cao đẹp ghê chứ. Cái này là biển Đại Tây Dương. Còn dưới mình là biển Địa Trung Hải. Quá trời đẹp luôn. Thôi em đứng trên này đi. Bây giờ em quay cho mọi người xem nha. Cái bể biển này á, là ít có người tắm mọi người nè. Mọi người thấy không? Ít có người tắm lắm. Ở dưới dân thì nó nằm phơi nắng nó tắm quá trời luôn. Nhưng mà ở đây á, cái biển nó lạnh lắm mọi người. Nó lạnh quá. Cái biển Đại Tây Dương nó lạnh lắm. Cho nên là trời đứng này gió mọi lạnh thế mẹ luôn. Cho nên là ít có người tắm. Người ta chỉ đứng chụp hình rồi ngâm dò vậy thôi. Cái bờ biển Đại Tây Dương nè. Bờ biển Đại Tây Dương ở Pháp ở gần Bordeaux mọi người, gần Bordeaux nha. Có nhiều, giống như cái không khí nó khác. Nó không có tắm nữa, nó đứng xuống nó ngâm chân thôi. Nó ngâm giò thôi. Nó chơi lướt sóng á. Chơi lướt dáng á. Nó chơi lướt dáng. Tắm họ cái nó đi qua đây. Biết rồi, nó lướt dáng á, ít có người tắm. Rồi mọi người. Không dám tắm thiệt. Đây mọi người, dân quay cho mọi người xem cái bờ biển Đại Tây Dương ở Pháp á. Quay chút xíu vậy đó. Mọi người coi nè, nó cái là đồi cát này nha. Cái biển của nó đó là đẹp thì có đẹp á, chụp hình lên rất là đẹp mọi người, nhưng mà không dám tắm. Tại vì nó cái thứ nhất là nó lạnh, cái thứ hai á là cái bờ biển của nó sóng mạnh dữ lắm á. Nó sâu mà nó mạnh nữa, cho nên là ít có người tắm mọi người. Cái người ta xuống người ta chơi ngâm giò này kia chụp hình thôi. Đó, nó có mấy cái đồi cát này rất là đẹp luôn. Tới bữa đó sẽ có một ngày mình đi cái đồi cát kia, nó cũng giống như là ở Phan Thiết vậy đó mọi người, mà nó lớn hơn cái chỗ này rất là nhiều. Thì lúc đó Nhân sẽ quay phim chia sẻ với mọi người nha. Ở đây người ta lại để cái bảng cảnh báo nè mọi người. Không có được giống như là nó chỉ cái cách đó. Nó kêu mấy cái luồng nước nguy hiểm á mọi người. Nó có mấy cái luồng nước nguy hiểm á, nó chỉ cái cách bơi á phải không? Đã quá, đẹp quá mọi người. Cái bờ biển thì đẹp á, lên hình thì rất là đẹp. Nhưng mà tắm nguy hiểm. Gió nó thổi, tao nói tóc nó bay tè le hết. Đẹp quá ha mọi người, lên hình thế hả? Lung linh luôn. Biển chụp được vài tấm hình, giờ vô đây kiếm mấy con nhân. Mấy con nhân trời ơi. Tụi nhỏ là nó chỉ khoái bắt. Bà nhỏ mới đi ê chụp. Bà nhỏ mua được chứ cái con gấu cho bả nè. Nó đổ sữa túi trời. Nó ra nó biển rồi nó lạnh nhẹ luôn. Giờ đi mua churros nè mọi người. Sao đẹp tới tức ghê thiệt á. Sao tôi tưởng tóc không? Ngon con? Không ngon con? Sao mà tôi nói ngon kìa? Thằng này nó vô duyên. Tội nghiệp nhở. Rồi, nó nhỏ xíu mọi người. Cái chợ trời nó nhỏ xíu, có một khúc đường mà ta đi đông quá trời luôn. Tại vì do là cái vùng này nó nhỏ đó. Là thứ hai là có một cái chỗ đó nên ai cũng tập trung rồi đó, đông nghẹt luôn. Mà churros nó bán sáu đồng là 12 cái là cũng là bằng dưới trên mình. Có khi mắc hơn nữa chứ đâu có rẻ hơn đâu đúng không? Nó cũng giống như trên dân á mà nó dở ẹt mọi người, không ngon hết. Không ngon như ở Linh Đà Bạc nó bán ngon. Ở đây nó bán không ngon. Ăn nhưng mà thấy đường. Không nhưng mà thấy đường nhiều quá sợ. Đổi hết rồi hả? Không thấy đường nhiều đó sợ.
Ờ, nó tốn 10 đồng của tao á. Cũng biết. Tao đi ra đây là 10 euro đó. This euro. Cái con đó mua cho nó this euro đó. Mà chị đang mặc cái áo lại. Sao tự nhiên tọt cái lỗ gì kỳ vậy? Cái áo của người ta nó tọt sai rồi kìa. Tu m'étonnes. Et pour le coup, Alex XL, le premier numéro sorti, la double ligne, le 52. Ở Cam Bình nó có loto á mọi người. Đừng có chà đi, chà hư đôi dép của mày á. Đừng có lôi, để cho nó tự đi con. Cố tình mua cho bằng được cái con chó đó. Nhất định phải mua cho bằng được á. Quay ra đây, ừ, đó, quay cái mặt nó lại đây. Trời ơi, tôi bả đi kìa, thấy ghét không? Sao bả đi với hướng bên kia không vậy? Táo đây nè, đi đây. Chỗ này đi. Rồi đó. Bả đi bên hướng bên này không à? Buông cái dây cho nó đi. À, đó. No. Pokemon. No. Giờ bắt đầu đặt tên đó. Đặt tên cho chó đó. Đặt tên gì? Tên gì? Laka. Laka. À. Chó tên Laka. Laka. Laka là kêu chị đây vậy. Đó. Giờ đặt tên cho chó nó tên là Laka nha. Et son nom de famille c'est comme nous. En Nghiêm Laka. Phải không? Phải không? Tên gì? En Nghiêm hả? En Nghiêm Laka hả? Dữ dàng. En Nghiêm Laka. Rồi. Nhớ nhà mấy đứa. Laka. À, mấy đứa giờ là có em thêm đứa em Út tên Laka nữa nha. Không. Giờ có thêm đứa em Út nữa rồi hả? Tên Laka hả? Laka. À. Rồi thôi đi ngủ với Laka đi. Phải không? Mẹ với ba đi chơi. Nè. Chứ sao? Giờ có em ở nhà giữ em chứ? Mẹ con đi với cái này. Con đi với cái này hả? Mẹ thấy không? Phải lắm, con chó phải lắm.